Bây giờ nước là hồi nãy cho anh em mình cũng nghĩ là sạt lở. Nhưng mà thật chất là nước. Đây là còn sót lại những cái nước to gần đây đấy. Cũng cẩn thận nhá. Dạ dạ. Nó khó nhá. Ôi cái này là tôn nhà này. Tôn nhà. Đồng và Xuân và Mạnh gửi lời chào tới quý cô chú chị. Hiện tại thì ba anh em đang có mặt ở thôn Kho Vàng. Kho Vàng, Bắc Hà của Lào Cai. Bắc Hà, Lào Cai. Ở nơi đây thì anh em mình có nghe cái thông tin là trưởng thôn mà dời 16, 18 hộ lên. Có thông tin là đồng chí trưởng thôn rất là trẻ tuổi đã di rời 18 hộ dân sau khi nhìn thấy một cái vết nứt rất là lớn và nhận thấy cái nguy cơ là có thể gây sạt lở, nên đồng chí trưởng thôn Kho Vàng đã di rời 18 hộ dân và hiện tại thì là đã thành công và không bị ảnh hưởng gì, rất là may mắn. Nãy giờ thì ba anh em đã di chuyển một quãng đường rất là dài để có thể vào đây. Cái đường này anh nghĩ cũng mới được khai thông đây thôi nhỉ? Vâng, hình như là mới được thông cách đây khoảng 3 hôm anh ạ. Còn lại là trước kia là bị cô lập và không ai vào được. Các đoàn thiện nguyện đi vào thì phải truyền tải và chở xe máy vào. Dạ. Đồng với hai anh em đã tìm hiểu được thông tin ở đây thì cũng có rất là nhiều hộ mà đến nỗi là nhà mà trôi không còn vết tích luôn, trôi theo dòng sông này này, dòng sông bên này quý cô chú chị này, và đi mất tích luôn. Đây phía sau lưng của em Mạnh đây là cũng là một cái ngôi nhà này mà hiện tại ba anh em nhìn vô đây là không thấy ngôi nhà đâu nữa. Và Đồng có tìm hiểu ở đầu kia là có một hộ gia đình mà 8 người mà hiện tại là nhà trôi không còn cái gì luôn, mà 8 người hiện tại đang sống trong một cái mái bạt che tạm rất là nhỏ xíu luôn, toàn vòn vẹn chắc chiều ngang tầm 1 mét mấy, chiều dài khoảng 2 mét mấy thôi. Hình như nếu tôi... mà anh thử hỏi xem là chú ấy xem là... Dạ con bài chào chào. Vâng, con chào chú. Chào chú ạ. Con ở Bình Dương. Ôi, xa nhỉ. Dạ. Nói chung là xa ở đâu cũng được, đồng bào mình là một mà, hướng về nhau. Vâng. Nhà của chú thì ở đâu? Nhà đây ạ. Ôi à, đây hả? Không, nhà này là con, nhà tớ ở Nhật Kiệt. Vậy là mấy cha con là bị trôi hết luôn à? Mấy người là đây thì mất nhà thôi, không mất người. Dạ. Người mất người là cái nhà là nhà đằng kia kìa. Mấy nhà đằng sau. Dạ, cái dạ. Cột. Có phải là một cái nhà mà bị san phẳng không còn một cái gì nữa không chú? Đó. Mà chỉ còn có một cái nền không với tôi. Đó. Là nhà mất người đúng không? Đó. Nhà dạ. Chú thì bị sao? Bị mất như thế này thôi. Bị mất trôi quấn đi hết thôi, nhưng mà người không mất, người dạ. Người chạy bọn tôi là chạy đi lên trên làm bây giờ làm lán ở trên này. Dạ dạ. Ý là hôm đó thì sạt lở là ở đây là vào khoảng mấy giờ cho chú? Đêm tầm khoảng 11 giờ. 11 giờ. 11 giờ đêm. Dạ. Khi đó thì gia đình mình ở đâu mà không người thì, cũng có sao? Người thì biết cũng người ta cũng báo bảo cái hôm đấy là nước to thì các bà con nên phải chạy tránh đi xa. Thế bọn tôi mới tập trung, các bà con của tôi mới chuyển đi làm cái bạt ở trên đấy. Xong là cho nhà các cái không mang đi được thì phải để đây thôi. Thế cũng ở bên kia nghe thấy nước sông to rồi thì mà cầm cái đèn pin về xem nhà nó trôi đi hết rồi. Dạ. Khi đó là của cải vật chất của mình bao nhiêu năm tích lũy là trôi theo dòng sông này. Nó đi hết rồi, đi hết rồi. Nó trôi đi lằng nhằng như thế này không đi được. Mất hẳn cả hôm sau, cái hôm đấy là hôm mùng 8. Đấy một sáng mùng 9 thì cái bọn bộ đội mới dân quân mới nó mang cái thuyền đến đây mang cơm cho ăn. Dạ. Mang cơm để đến cho ăn xong. Khi đó là cái đường này là biệt lập luôn, không biệt rồi, biệt hết đây này, biệt hết đến tận đây là chú. Ồ, tận trên này hết mà. Trên này. Nó mới quấn đi mà. Nước là ngập trên này nó cuốn đi. Nước quấn đi anh ạ, không phải là đất. Không phải đất cái này, không phải đất sạt đâu, cái này nước đấy nước cao này. Chó phải đi. Nước cuốn trên này luôn này. Đi đấy tôi chỉ cho. Rồi đi lên bác cho con để cái. Chỉ cho bọn con với. Đi mình đi đường này này. Cái này thì nước to, nước to hẳn lên đấy mà. Ui à, nước là hồi nãy cho anh em mình cũng nghĩ là sạt lở. Nước. Nhưng mà thật chất là nước. Đây là còn sót lại những cái... Nước to gần đây đấy. Cẩn thận nhá. Cái dạ dạ. Nó khó nhá. Ui cái này là tôn nhà này. Tôn nhà. Đây là làm nhà gỗ nhà kia mà. Làm dạ. Là tốc xi hết đầy đủ. Đây là nhà
anh em. Nó to tận đây này. Đấy. Ui à. À, nó to tận đây này. Đấy, nó còn mang cả cái gỗ của nhà này mang lên đây. À, nước là tới đây à. À, nó tới đây. Chú. Nó bằng đi, nó tận trong kia kìa. À. Đấy, nó bằng sang tận kia kìa. Ui à, nước mới lên tới đây luôn đó. Ừ, đấy, thì nước nó mới nó chảy như thế này. À, quý cô chú chị hãy tưởng tượng là dưới kia là một dòng sông đi. À, mà nước sâu có vậy mà nước nó tới đây luôn mà chú nói là tới trên này luôn. Ừ, tới đấy, nó bằng lên đây. Dạ. Đấy, lên đây. À. Bằng lên trên kia rồi. Dạ, đây là ngôi nhà của ai vậy chú? Nhà Diễn. Diễn là con chú hả hay sao? Ờ, cùng với tôi là nhà anh em với nhau. À, con cha, con rể của nhà này. À. Ừ. Số mai cái nhà này nó vẫn không tối nhưng mà cửa cải ở dưới này nó cũng đi. Bên nhà bên này một mình nhà đây mình nhà. Nhà này mình nhà, mình nhà kia mình nhà. Cái nền nhà này trông vẫn còn rất là mới, nhà này mới xây. Mới xây, mới làm thôi mà. À. Cột nhà khác cái nó vứt linh tinh đây. Vâng. Cái nền nhà thì chắc là mới xây thôi, bê tông vẫn mới. Ừ, bê tông mà nó làm lên đây từ nó làm bể này, bể nước này. Khác cái ở đây luôn mà. Yeah. Đây điện các thế ở đây điện các cả điện các thế nó còn sập luôn nhỉ. Sập đi hết đây. Điện các thế đây. Nói chung đường... là bà con mình là làm được tích lũy được tiền là mình xây dựng căn nhà cho cố che nắng che mưa mà giờ nó cuốn đi hết. Nó cuốn đi hết mà. Dạ. Ừ. Cũng may là người không sao. Ở cái làng này thì từ đây mình nhà, đây mình nhà. Dạ. Đây mình nhà, đây mình nhà. Dạ. Đấy, thì nói chung thì người thì nguyên bọn tôi được chạy được kịp. Tôi mới hô bảo là anh em số 8 đi ngay. Và không đợi đến sáng. Không lấy gì luôn. Không lấy được, không kịp, không kịp lấy rồi. Lúc đó là đêm mà làm gì mà lấy được cái gì. Dạ, giờ chú với con qua bên kia đi nhá. Hình như chú đang ở tạm bên đó hả? Vâng, ở tạm. Mình đi qua đây. Vâng. Đấy, cái nhà muốn ngồi đấy. Đây bây giờ bọn đang ngủ đấy là nhà mất. Dạ, dạ. Nhà đấy là mất hai bố con. À. Thì qua cái cột cái đằng dạ, sau dạ. Đằng sau nhà. Đó là cái chỗ đông đó ha. Ừ. Rồi lát nữa con lên đó con sẽ thăm sau. Cái nhà đằng sau có cái nhà xây nó hỏng cái nhà đấy là mất một người là thanh niên. Dạ. Đi bộ đội về là. Dạ, cái vợ con nó là đèo tàng chạch trắng ấy. Dạ, dạ. Tại sao lại có tín hiệu đi rồi mà nhà lại không đi chú? Nó vẫn đi nhưng mà không kịp. Không kịp bởi vì lúc đó là vợ con chạy bảo đi lên cao thì cái người thanh niên đấy là nó ở nhà chắc khi cho đến nếu đến thì mình chạy vẫn kịp. Vâng. Cuối cùng vì nó quấn nhanh quá thì nó chạy không kịp thôi. Vâng. Lũ về nhanh quá. Dạ. Đây nhà con đây nó cũng chạy đi cũng sắp sửa là mất người đấy. Tí nữa mất người đấy. May là chạy kịp luôn. Đây là thì con rể con gái nhà bà. Con rể con gái đúng rồi. Bà lại bị tàn tật thủng bàng quang này, các cháu cho trợ cấp cho bà một tí nha. Dạ dạ rồi bà. Dạ. Bà đây này lúc nào cũng ướt đây này quần dạ, đây này. Biết rồi. Bà bị bà. Cho nên các cháu mong các cháu là cố gắng trợ cấp cho bà và con rể con gái cho nó được. Con rể con gái giờ sống ở đâu? Con sống. Giờ con rể con gái sống ở trên đồi đấy. Trên đồi quần nhà bà đây này. Nhà bà đây thôi nhưng mà cũng bị siêu đổ rồi. Dạ. Thế bây giờ như không biết như thế nào bà cũng sợ lắm. Dạ, dạ. Thì cái đấy các cháu xem như thế nào thì bà cũng không dám ở đây đâu. Dạ. Vậy con không có nhiều thì trước tiên là lát là con thăm bên chú con gửi sau ha. Vâng, rồi giờ con gửi cho bà ít tiền mua thuốc nhé. Vâng bà thì đi nào đi. Dạ dạ cơ chờ con xíu. Thoát khổ quá. Con gửi cho bà là 3 triệu bà nhá. Vâng. Dạ. Cảm ơn các con nhá. Rồi con gửi bà cho bà mua thuốc thang nhá. Cảm ơn các dạ, con. Dạ dạ dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe. Rồi mình qua thăm chúc nhà. Chúc các cháu và mọi người nhá. Dạ 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 dạ. Bình an nhá. Bà dạ, sức khỏe nhá. Khiếp chú nhỉ. Nó dâng tới đây là. Đúng rồi, nó làm bằng luôn mà nó làm cũ làm gì thế này. Dạ. Nó quấn một phát làm sao mà nó vẫn làm được thế này. Nó mạnh quá. Ý là nó mạnh quá chú nhỉ. Vâng. Chú trước giờ thì trong cuộc sống chú đã gặp bao giờ mà gặp một thằng chú có luôn à? Chú có rồi. Chú tôi gần 60 tuổi đây là tôi là sinh năm số 8 năm nay là 57 58 tuổi. Nhưng mà chú có luôn nào nữa thầy. Lúc nó cái năm to nhất thì tận ở dưới đường thôi, như thế họ mới làm đường mới làm đường bê tông tốt như thế này mà. Dạ mình qua bên đó chú. Vâng. Dạ dạ dạ. Nói chung là cũng yếu tố chủ quan đúng không? Ừ. Vì là 30 năm rồi chú nhà con như thế này. Vâng. Chú có. Tiếp theo đây là ngôi nhà của ai chú? Ngôi nhà của cháu ở đây này. Đây là nhà này đây, nhà. Vâng. Đây là tôi với các con ở đây, ở đây. Nhà này à? Vâng. Nhà này là nhà của ai? Nhà này là đây mấy đứa con trai đây. À. Nhà mình ở đây.
Tức là nhà, hai nhà này. Vâng, đấy là hai nhà. Vâng. Đã vốn nhà này vốn làm ở dưới xong, xong mà cũng lại làm nhà gỗ thôi. Đấy, làm nhà gỗ nhưng mà nhà vẫn nhà kê. Ủa đây cũng bị sạt lở đất chú nhỉ? Ừ. Giờ đất ở đây là thuộc nó nước hết rồi này. No nước chỉ cần đấy. Thế thì nó nước thì tận đây thôi. Đây thì chúng ta trên này lại sập xuống. Khi mà chú di dời mà chạy là nước nó tới đâu rồi chú? Khi mà chú mà dời gia đình mình lên núi là nước nó tới đâu rồi? Lên núi lúc đó là nó chưa lên trên này đâu. Nó thì cần tận ở dưới này thôi. Dạ. Giờ gia đình chú là có bao nhiêu người ở đây? Đây có 8 người. Ui, 8 người ở trong cái túp lều kia đó hả? Ừ, vâng. Chào anh chị nhé. Chào anh. Vâng. Đấy, nhà là đây. Cái con chó tôi nó. Vâng, con nó ở đây. Dạ. Đây là trường lợn. Trường lợn, trường gà, đây là nó trôi cuốn đi hết sạch. Dạ. Cái này nó cuốn theo dòng sông nó đi luôn nhỉ? Vâng, nó đi. Sợ thật. Em dự tính là mức nước mà từ dưới kia lên đây thì không biết là khoảng bao nhiêu mét rồi. Mấy chục mét chứ, ở dưới đó mà... Không, đây không biết đo, không biết được nhưng mà thế... Mấy chục mét? Ừ, chắc là mấy chục mét đấy nhưng mà không đo, không biết được. Dạ. Thế mấy hôm mình nước mới rút hết hả chú? Từ cái hôm mùng 7, mùng 8, đây là âm, tính âm, không biết tính dương đâu. Mùng 7, mùng 8, đến mùng 9, cái hôm mùng 9 thì nước cũng tận dưới này. Cái hôm bộ đội nó xuống ấy, có một đoàn bộ đội bảo hơn 100 người mà nó đi cả cái cano tận đây mà mang cơm về đây cho. Thế là cũng rút rất là nhanh, nó lên cũng nhanh, cũng nhanh. Rút cũng nhanh. Rồi hiện tại là chú với gia đình là sống trong này hả chú? Rồi, ăn ở đây. Là mình ngủ nghỉ ở đâu chú ha? Ngủ thì bất ngày thì ăn ở đây, tối là đi lên lán. Lán lên núi hả? Lên lán ở trên núi. Dạ. Đấy là cái bọn cán bộ xã nó bảo phải ở chỗ đấy nó mới tốt được, không ban ngày thì về đây đêm thì không được ngủ ở đây, sợ đêm hôm mưa gió lại chú nhỉ. Vâng, không được ngủ ở đây. Giờ là 8 người sống trong này hả chú? Ừ. Dạ. Không biết là con nghĩ là bữa giờ thì con thấy rất là nhiều chuyến xe yêu thương mang yêu thương ở miền Nam ra đây thì đã tiếp cận được trong này nhiều chứ chú? Vẫn có, nó cũng có người về đây chụp ảnh rồi nó mang cái đây đủ ăn rồi. Nó mang mì tôm, nó cũng cho mì tôm rồi là gạo rồi là nước mắm các cá, nó muốn quả cho nó cho đây. Tức là bây giờ cái ăn thì không thiếu nữa. Bây giờ có rồi. Kinh tế thôi. Vâng. Cái nhà cửa này mình bị bay mất thế này thì xã có chương trình gì để hỗ trợ gia đình nhà mình không? Nó chuẩn bị, nó bảo là chuẩn bị là làm ruộng dân, nó bây xúc nó đang làm khu tái định cư hả? Đấy, nó là đang làm bảo cái này. Tái định cư bây giờ đất đang đào đổ mấy gì. Thế là mình sau này nó sẽ di dời ra đó sống, không sống trong này nữa. Vâng. Tất cả những bà con ở trong này sẽ được di dời ra chỗ an toàn. Vâng. Đấy, nó theo nó họp nó báo là như thế. Dạ, giờ đi ngoài đó đã triển khai chưa em? Đang chuẩn bị triển khai. Đang làm. Vâng. Đang đào. Em năm nay nhiêu tuổi đấy? Em 31. 31 hả? Vâng. Ôi dạ, có gia đình chưa? Em có ạ. Mấy bé rồi? 2 ạ. Vâng. Các con này đi học hả? Vâng, con đi học. Nhà em là ở chỗ nào? Nhà em đây. Đây. Vâng. Ở cùng ông bà. Vâng. Rồi là bình thường là mình làm công việc gì em? Em không làm việc, em thì nhà thì làm nông tinh, làm ăn. Ở chú ở đây thì bà con ở mình ở đây sống là bằng cái công việc hay nghề gì chú? Nó không có nghề rồi thì làm ruộng thôi. Ruộng. Ở đây mình có trồng quế không chú ha? Có trồng quế đây. Đây là quế. Đôi nhà mình đây đúng không? Vâng. Toàn là trồng quế thôi, mới quế còn còn bé. Nhiều mà cái này cũng khu vườn nhà trồng. Rồi hai vợ chồng ở nhà đi làm nông vậy thôi hả? Vâng. Rồi nuôi hai bé. Vâng. Là bà bữa hôm thì khi mà thời điểm mà xảy ra khi nước dâng lên á, là khi đó là bố kêu anh chạy hay là sao? Không, nước cùng dâng lên thì cùng nhau đi. Là không mang được gì hả? Vâng. Ở đây bữa hôm con thấy là 18 hộ mà lên đỉnh núi là ở đâu chú hả? Đấy, 18 hộ đấy là 17, bọn người Mông lần đó. Tít dưới đi còn sao, bây giờ tao đi tầm 3 4 cây nó mới đi. Vâng. Là mình bữa hôm cũng kiểu di dời lên trên núi kiểu vậy đúng không? Vâng. Đây quý cô chú chị này, hiện tại thì đây 8 thành viên trong gia đình của chú thì đang sống trong này chú nhỉ. Vâng. Ban ngày sống trong này, chiều lại chiều tối lại di dời. Tối lên trên núi đi ngủ ở lán. Sợ mưa tối lại mưa gió. Mưa nữa lại không kịp trở tay. Đó, chỉ túp lều vòn vẹn nhỏ xíu vậy thôi.
hiện tại thì vẫn đang ở trong mùa bão lũ cho nên là có thể là mức nước nó vẫn sẽ dâng lên nữa. Có nhiều đóng lỏng mãi, đóng lỏng mãi. Các cháu uống nước đây. Dạ, con cảm ơn. Uống nước dạ, không? Uống nước. Là tổng cộng hiện tại ở đây là mình 8 người là bao nhiêu hộ chú? Là nhà hộ đấy á? Dạ. Không, ở ý là chỗ 8 người của mình đây này. Gia đình mình là 2 hộ hả? Vâng, 2 hộ coi là 2 hộ. Hộ nhà bên kia một nhà, bên đây một nhà. Thì bây giờ thì nhà lấy là hỏng rồi, tập trung về ở đây thôi. Dạ. Con ở đấy từ từ tập trung. Nấu ăn là ban ngày nấu ăn ở đây xong tối ăn đây xong lại. Có cách xa không chị? Không xa mấy đâu, nhưng mà đi dốc đi lên. 150 mét. Dạ. Nó cao hơn đúng không? Nó cao hơn. Bữa hôm thì khi lũ cuốn là trong nhà mình nhiều đồ đạc không chú? Có chỗ cả cái tủ rồi, tủ lạnh mày lên bàn ghế rồi. Thì nó cũng khắc nồi khắc son khắc cái nó cuốn đi cùng một lúc hết cả ngói nhà là nhà mình ở đây thì lụp ngói polo thôi. Đấy cái loại polo này lớp xi măng đó. Là nó cuốn đi hết luôn đi, không quấn. Giờ là khi mà mình quay về là nhìn nó sạch sẽ sạch sẽ luôn. Thế trâu bò lợn gà như thế nào chú? Lợn thì ở dưới này là nó cuốn đi, nhưng mà đây không có trâu. Vâng, tức là trâu chỉ có lợn thôi. Có lợn mất bao nhiêu con lợn? Cái lợn nhà này thì hình như là 2 con hay 3 con cái gì thôi, bé thôi, vừa mới mua về nuôi thôi, không có lợn to. Sợ nhỉ? Đang tưởng tượng cái khung cảnh mà nước dâng lên mà nó tới ở đây, mà nó cuốn hết, cuốn đến nhà, khi đó chắc là dòng nước nó chảy xiết và chảy rất là mạnh. Nhưng mà nghĩ theo mấy năm trước là nó còn không đến ở dưới trung đoạn đâu mà, tận dưới kia thôi, cái năm to nhất thì đến ở dưới kia thôi, không có bao giờ nó to về tận đây. Thế thì mình mới dám ở đây mà, mới dám làm nhà ở đây mà. Như thế là mình cũng hơi chủ quan bởi vì là chưa có năm nào nước dâng lên đây. Đấy, chưa có. Không có. Cả đội bố, đội ông ở đây cũng ở đây mấy đại người ở đây mà nó không. Thế là mấy suốt mấy đời người ở đây rồi mà chưa có. Chưa có trường hợp này. Nên là cũng chưa biết cách để mình ứng phó sao chú nhỉ. Thế cho nên là năm nay mới gặp trường hợp này, tôi bảo là sợ quá. Con nghe cái chỗ khu vực của mình với trong Nam Tông trong kia cũng bên nghe nói mất mười mấy người. Mất mười mấy người đấy, nó cũng bị sạt nhờ. Nam Tông là sạt lở chứ không phải là lũ. Không phải lũ. Đấy là sạt lở, không biết tự nhiên mà mưa to xong là nó ở trên đồi xong nó mới sạt mới kéo đi thôi. Đây nó không phải là nước. Đây là tại nước. Dạ. Nên nó cuốn đi. Thế ở dọc này trong này còn có nhà nào bị thiệt hại nữa không chú? Nhờ đây thì đi thì còn một hai nhà nữa nhưng mà nó không nó vốn là bị sạt nhưng mà người vẫn không sao. Ý là nhà có mất không? Có mất nhà không? Không mất nhà đâu. Còn nhà. Còn nhà. Gọi là những ảnh hưởng thôi. Gọi ảnh hưởng thôi. Mà sạt đằng sau về sụp dập những cái nhà ở dưới nhà ông xí thì dập đằng sau cái nhà cũng hỏng đất về ở trong nhà rồi. Nhưng mà nhà vẫn đứng đây thôi. Cái hồ của mình là nó mất nhiều nhất nhỉ? Cuốn nó sạch luôn. Đâu cuốn sạch luôn từ đây đi vào trong này mấy nhà này. Hình như con thấy nhà này là gia đình mình cũng mới xây dựng được. Mới làm thôi. Làm cái lâu này. Nền bê tông mới mà. Còn mới đấy mà. Mới làm. Ôi em nhà em là đây hay là trên đó? Đây. Đây trên đó là nhà chú hả? Dạ. Đây làm từ năm 2009. 2009 hả? Là hai vợ chồng với hai con sống đây. Vâng. Rồi ba sống trên đó hả? Vâng. Rồi hôm nay thì ghé thăm đầu tiên thì con xin chia buồn cùng gia đình chú với những cái mất mát chú ha. Đó là mất đi những ngôi nhà của mình và những cái tài sản á. Nói chung cũng con không biết nói gì nhưng con sẽ gửi những cái món quà nhỏ nhỏ chú ha tới gia đình mình chú ha. Ở đây thì hai hộ nha. Hai hộ nha. Anh là một hộ riêng đúng không? Bám một hộ. Dạ. Như vậy thì Đồng sẽ xin trích gửi cho mỗi hộ là 5 triệu đồng chú ha. Gia đình hộ anh là 5 triệu, gia đình của hộ chú là 5 triệu ha. Đây con gửi chú. Vâng, cảm ơn ạ. Dạ. Dạ. Nói chung là giờ con thấy là nhiều đoàn đã mang được những nhu yếu phẩm á, đồ ăn vô đây rồi. Thì bọn con nói là thôi giờ nhiều đoàn ở miền Nam này cũng như là miền Trung đã mang đồ ăn bữa giờ rất rất là nhiều đoàn rồi nên bọn con sẽ
gửi tặng tiền để chú có thể mua sắm những cái vật dụng hay là những cái thiết bị mà cần thiết. Và rất là cảm ơn các anh các cháu ở xa đến đây thăm cái anh em của bọn chúng tôi ở đây, cũng không muốn như thế này mà không biết làm sao năm nay lại như thế này, được con cháu ở nơi xa đến đây thăm hỏi rồi là còn chúc tiền rồi là thức ăn các cái, rất là cảm ơn các cháu ạ. Dạ. Và nói chung là bọn con là cổ ít lòng nhiều chú ha. Nói chung là cổ ít lòng nhiều anh ha. Vâng. Cùng chung tay với bà con đồng bào mình ngoài này có thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Nói chung là khi mà con thấy khi mà xảy ra thiên tai giờ mới biết là người Việt Nam mình đoàn kết quá trời chú nhỉ. Chú thấy không? Từng đoàn xe. Vâng. Anh thấy như thế nào, tuyệt vời không? Em cũng rất tự hào về đất nước nền Việt Nam mình, anh em cũng đoàn kết. Vâng. Từng đoàn xe, đường toàn xe, không ngại khó khăn, không sợ nguy hiểm nhỉ. Ra đây. Mà cái khu của mình thì em không biết là nhiều đoàn xe ra đây không? Em có ạ. Có thấy nhiều đoàn xe cũng đến đây hỏi thăm rằng là cũng được quà tặng rất nhiều. Nói chung là khi khó khăn trong cuộc sống vậy chú, khi khó khăn hay là khi hoàn nạn mới biết mới người Việt Nam mình là tuyệt vời như thế nào. Anh có muốn gửi lời gì đến những anh chị hay những quý nhà cô chú mà ở trong xa mà theo từng đoàn xe rồi những chuyến xe mà ra đây gửi yêu thương cho anh bấy lâu nay, anh có gửi lời gì không? Vâng, em cũng rất cảm ơn các anh chị với cô bác ở miền Trung, người miền Nam, miền Trung gửi rất nhiều quà về ủng hộ miền Bắc chúng em ạ. Em cũng rất cảm ơn anh chị và cô bác ở xa không ngại đường xa xa xôi và lên để mang nhu yếu phẩm mà lên cho em được sinh hoạt, cảm em cảm ơn. Quý cô chú chị ạ, nói chung là đồng mà đi dọc đường á, anh em đi dọc đường mà thấy những đoàn xe như vậy thì cũng rất là tự hào. Từ những cái băng rôn này là miền Trung hướng về miền Bắc, rồi là miền Nam hướng về miền Bắc thì rất là tự hào chú nhá. Trên đó lại có cờ đỏ sao vàng nữa, là thật tuyệt vời luôn. Rồi thay mặt cho những bà con ở miền Bắc thì cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bà con, những quý cô chú anh chị, những ông bà ở khu vực miền Trung này, là khu vực miền Nam và cũng có khu vực miền Bắc nữa, những vùng mà không bị ảnh hưởng á. Nói chung là cảm ơn quý cô chú chị trên toàn đất nước Việt Nam và nước ngoài nữa đã hướng về đồng bào Việt Nam để giúp cho những bà con vặt vượt qua được những giai đoạn khó khăn như vậy. Cuối video thì đồng cô gửi một lần nữa gửi lời chia buồn tới gia đình chú ha, với những mất mát. Thì chúc cho gia đình của chú thì thật nhiều sức khỏe chú ha. Chúc anh nhiều sức khỏe. Cho em bắt tay cái. Vâng, em cảm ơn. Vâng, cảm ơn các cháu nha. Rồi lời cuối thì gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý cô chú chị rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú chị thật nhiều sức khỏe. Đồng với nhóm sẽ đi thêm một số gia đình nữa, tại vì cái đường đi vô cũng khá là khó khăn. Chúc quý cô chú chị nhiều sức khỏe. Đồng và gia đình chào quý cô chú chị nhé. Vâng, chào. Chào anh chị nhé.